Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh chuyên dao nhập thủ công chính hãng 100% của mình. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một số mẫu dao mà chuôi dao đều là màu nâu và làm từ gỗ cây gụ nhé. Thì ở đây mình có các thương hiệu là Yiseya, Sakai Takayuki và Sesuke. Những thương hiệu này thì các bạn đã quá quen thuộc với trong những video của mình rồi. Thì hôm nay mình sẽ tổng hợp ra một số mẫu dao có chuôi dao màu nâu dành cho anh em yêu thích những mẫu dao chuôi dao màu nâu nhé. Đầu tiên là một mẫu dao của thương hiệu Yiseya. Mẫu dao Petty. Có chiều dài lưỡi là 150 anh em nhé, chuôi dao màu nâu gỗ cây cụ. Đó. Con này chiều dài lưỡi là 150, mình đang bán với giá là 1.830.000. Đó, tất cả các dòng dao của Yiseya như mình đã nói rằng là họ rất là chú trọng vào cái sự hoàn thiện và độ bén của lưỡi dao. Con dao Petty này cũng vậy, cũng không ngoại lệ. Tiếp theo là một con dao cũng của thương hiệu Yiseya. Con dao này là một con dao Gyuto, chiều dài lưỡi là 210, và con dao này cũng cùng dòng với con dao Petty mình vừa giới thiệu nhé. Chuôi dao thì cũng là chuôi dao gỗ cây gụ này, màu nâu gỗ cây gụ này. Đó, các bạn có thể thấy rằng độ hoàn thiện của lưỡi dao cũng như là chuôi dao nó rất là đẹp, vì bởi vì đây là một cái yếu tố làm nên thương hiệu Yiseya mà. Anh em nào mà yêu thích thương hiệu Yiseya thì anh em có thể thấy rằng là mình có một số mẫu dao dòng Damascus VG10 33 lớp. Thì hôm trước đã có một anh chốt tất cả các mẫu dao dòng Damascus VG10 của mình. Đó, nên là mình đã bán những mẫu dao đó rồi. Tiếp theo là một mẫu dao của thương hiệu Sakai Takayuki. Mẫu dao này mình đang bán với giá là 4.090.000. Mẫu dao Yuto vừa rồi mình đang bán với giá là 2.659.000 anh em nhé. Con dao này thuộc phong cách Gritsuke. Đó, độ dày của lưỡi dao rất là dày. Con này độ bề rộng lưỡi dao khoảng 5,5 mm anh em nhé. Và chiều dài lưỡi dao là 195. Đó, vân búa thủ công 33 lớp thép Damascus anh em nhé. 33 lớp thép Damascus là con dao này. Chuôi dao bằng gỗ cây gụ này. Đó, full tang. Phía này thì không có này anh em này. Đó, độ hoàn thiện cũng rất là tốt này. Vòng đai dao thì bằng thép không gỉ. Đó. Tiếp theo là một con khác của thương hiệu cũng của thương hiệu Sakai Takayuki. Con này mình đang bán với giá là 3.560.000. Con này là một con Gyuto. Thực ra con này là Santoku bởi vì cái lưỡi của nó không nhọn như dao Gyuto. Santoku 33 lớp thép Damascus VG10. Đó, chuôi dao cũng là gỗ cây gụ tương tự như con kia. Full tang dao một nửa bên trên, còn nửa bên dưới thì là gỗ thôi nhé các bạn nhé. Đấy, độ hoàn thiện rất là tuyệt vời. Vân búa thủ công, lõi thép VG10. Tiếp theo là một con dao khác của thương hiệu Sesuke. Con này là 17 lớp thép Damascus anh em nhé. 17 lớp thép Damascus. Chuôi dao gỗ cây gụ full tang, cả dưới lẫn trên full tang. Độ hoàn thiện thì cũng không khác gì con Sakai Takayuki, nhưng mà cái yếu tố thương hiệu của Sakai Takayuki thì tất nhiên là rất là nhiều người biết đến, đúng không? Rất là nổi tiếng. Và Sesuke là một thương hiệu mà mình đã từng giới thiệu, đó là gì? Đó là họ làm việc với các thợ rèn rất là nổi tiếng ở trên toàn đất nước Nhật Bản để đưa ra những con dao vừa đẹp mà giá cả lại vừa phải chăng. Đó. Con này chiều dài là lưỡi là 180 anh em nhé. Cũng vân búa thủ công tương tự như dòng kia, nhưng mà chỉ có 17 lớp thép Damascus. Mình có thêm một con nữa, mình có hai con Sesuke Santoku 180. Con này cũng tương tự con kia. Tiếp theo là một con này cũng là một con của thương hiệu Sesuke, chuôi dao gỗ cây gụ full tang. Con này cũng là thép VG10 17 lớp Damascus, chiều dài lưỡi dao là 210 anh em nhé. Chiều dài lưỡi dao con này là 210, vân búa thủ công rất là đẹp, bề dày lưỡi dao khoảng 2 mm. Đó. Bây giờ mình sẽ thử cắt lưỡi cho anh em xem nhé. Không biết là mình đã cắt lưỡi bằng con này chưa, mà hôm nay mình cắt cho anh em xem. Đó, cắt dao của thương hiệu Sesuke nó rất là bén luôn.
Các bạn có thể thấy rằng rất là bén, các bạn có thể cắt được giấy mỏng như thế này, nghĩa là rất là bén. Đó. Và con này thì cũng rất là bén. Đó, anh em có thể nhìn thấy. Con này cũng cắt được mỏng, không khác gì con kia luôn. Đó. Tất cả dòng dao của mình đều là mới 100%, vì thế là cái độ bén thì không phải bàn. Mình cắt giấy là chỉ để cho anh em xem thôi. Và anh em muốn mua dao thì xin vui lòng liên hệ với mình qua số điện thoại 0974766655. Mình có để số điện thoại và ở dưới phần comment. Anh em muốn mua dao thì có thể liên hệ trực tiếp với mình qua Zalo hoặc WhatsApp, hoặc là gọi điện trực tiếp cho mình nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh của mình.